Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi câu cá lóc các bạn. Đây là cái hồ tự nhiên nha các bạn. Cái hồ này thì nó nằm ở khu vực Hàm Trí, cái chỗ cầu trại thì thành phố Bắc. Nó cũng sát mặt đường thôi, cũng rất là dễ tìm. Khu vực này thì hồ tự nhiên. Đây là cái hồ mà mình câu lần đầu tiên nè. Hôm nay là mình đi lần đầu tiên mình đi thử ha. Mình cũng được một người bạn chỉ, chứ mình cũng không biết hồ này đâu. Hôm nay mình câu thử rồi, các bạn theo dõi mình hôm nay có câu được cá hay không nha. Hồ này thì rất là đẹp ha. Theo mình biết thì cái hồ này cũng rất là nhiều anh em biết cái hồ này. Nhưng mà chắc cá nó cũng nhát lắm, tại vì hiện tại thì ở cái khu vực của Hàm Trí này tìm cái chỗ câu nó rất là khó, tại vì anh em cần thủ rất là nhiều ha, nên rất là ít cá. Không biết hôm nay câu có được cá không nha, các bạn theo dõi mình nha. Đây là một trong những cái con ngồi mà mình yêu thích. Mình sẽ đánh cái con này. Cái con này là mình lên được nhiều cá lắm các bạn, rất là nhiều cá luôn. Chuyên đánh cá nhét này các bạn. Xuống cân thôi, trời gió các bạn ơi. Đây là cái con ngồi yêu thích này các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh con ngồi này. Đường đầu tiên mà lên cá luôn các bạn ơi. Chim. Wow, đường đầu tiên các bạn ơi, con cá đầu tiên, con nó chụp hình thôi. Nhớt rồi các bạn ơi. Mình đổi con mồi nào khác thử các bạn ơi. Nước này nó hơi đen á, nó trùng với màu cái con mồi này.
vô các bạn. Nhỏ à, không to. Con trọng trọng. Mấy lạng. Cá nhớt các bạn ơi. Cá nhớt rồi các bạn ơi. Đây các bạn. Cá nhớt rồi. Cuối cùng cũng lên được một con trọng trọng các bạn. Địa hình này câu lóc là đúng luôn các bạn. Này câu mồi nổi là đúng bài luôn. Quan trọng là cá nó có ăn không. Theo mình nghĩ thì ở đây rất là nhiều người thủ câu. Đập móng vào đó các bạn. Mình lấy mồi nổi mình quăng vào thử nha. Mới đưa vào bờ này ngồi với nó. Đường lộ luôn, các bạn chạy đi bộ dạo xíu là tới rồi. Nằm ra rất là nhiều câu nên nằm ra hồ này cá nó cũng thưa lắm các bạn. Để mới xuống thì được ngay chỗ này, ngay chỗ mình đứng luôn đó, là được cái con nhỏ xíu đó. Rồi hồi nãy lên được một con nữa tầm cỡ 3 lạng. Rồi hồi nãy giờ nó im luôn các bạn ơi. Ăn hai phát dính hai con luôn. Nãy giờ im re luôn. Đây cái cảnh rất là đẹp ha, hồ nhìn rất là đẹp. Phía bên kia là núi. Rất là đẹp luôn. Rồi lục bình dựa theo khu vực hai bên bờ nữa, ha. Thì cái hồ này rất là khó hết cá, tại vì nó cá nó nấp trong lục bình đó, cũng khó hết ha. Chỉ nó thừa thôi. Phía bên đây cũng một cái hồ. Hồi nãy bên hồi nãy mà mình câu ghê dính một con hơi trọng trọng 3 lạng á. Bên đó có một cái hồ lớn ha.
thì lục bình nó bao hết rồi nên đâm ra cũng khó hết cá, còn mà nó thư thôi, với lại cá nó nhát này. Bạn nào mà muốn đi đến cái hồ này thì đi đường quốc lộ 8 từ thành phố Phan Thiết đi lên khoảng tầm hai mấy cây á, ngay cầu Ngựa các bạn. Bạn nào đi câu cá lóc thì cũng biết cái hồ này, thì mình nghĩ là vậy, chứ còn mình mới biết luôn. Hồ này nằm ngay cầu Ngựa nha các bạn. Các bạn tới cầu Ngựa, qua chạy qua khỏi cầu Ngựa có cái xăng, nhìn bên trái có cái trại bò. Các bạn mở Google Maps lên sẽ thấy ha. Rồi đi theo cái đường đó đi vô. Như bên kia cũng có một cái đường nữa, mình không biết đường đó là đi đường nào vô. Đường bên đó đi xe hơi được luôn các bạn. Chỗ cái anh đang đứng câu ở bên đó đó. Rồi, bây giờ là hơn 5 giờ rưỡi rồi các bạn. Mình đi về đây. Hôm nay trời rất là đẹp ha. Các bạn nhìn trời mây rất là đẹp. Hồ cũng rất là đẹp luôn. Nhưng tiếc là rất là ít cá. Rồi, đây là một em duy nhất. Hai em nhưng mà em kia thả trước rồi. Giờ em này cũng phóng sinh luôn. Rồi. Goodbye. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.